Lộc Bình là huyện miền núi biên giới nằm ở phía đông nam của tỉnh Lạng Sơn, có diện tích trên 1.000 km2 với 6 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Giao, Hoa và Sán Chỉ cùng chung sống. Huyện có gần 29 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Toàn huyện có 4 xã biên giới gồm Tam Gia, Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn. Có cửa khẩu song Phương Chi Ma cùng một cửa khẩu phụ và một điểm thông quan. Không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, Lộc Bình còn là đầu mối giao thông quan trọng cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Lạng Sơn. Với hoạt động giao thương hàng hóa trên tuyến cửa khẩu song Phương Chi Ma Ái Điểm, đây là yếu tố tạo thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội, thúc đẩy hoạt động thương mại biên mậu, kinh tế đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Xã Yên Khoái nằm ở phía đông bắc của huyện Lộc Bình, có đường biên giới chung với trấn Ái Điểm, huyện Minh Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, dài 3,7 km với 10 mốc chính, 7 mốc phụ và cửa khẩu song Phương Chi Ma. Nhận thức rõ vị trí chiến lược trọng yếu là phiên dậu, vừa là cửa ngõ quan trọng với hoạt động giao thương biên giới, cấp ủy chính quyền thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma trao đổi thông tin về tình hình an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm là cấp ủy chính quyền xã và đảng ủy, ban chỉ huy đồn đã phối hợp thực hiện tốt chỉ thị 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chỉ thị số 34 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự ở thôn bản, khu vực biên giới. Và chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về giao đoạn đường biên cột mốc quốc gia cho nhân dân các thôn bản giáp biên giới phối hợp cùng bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ. Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới thì đảng ủy xã ngay từ đầu năm thì đã xây dựng cái kế hoạch quy chế phối hợp với đồn, với đảng ủy đồn, với lại các thôn để tiến hành tuyên truyền các cái chỉ thị nghị quyết, đặc biệt là tập trung vào 3 văn kiện pháp lý, hiệp định thư về phân giới cắm mốc, chỉ thị số 01 và nghị định số 34. Đến các cái hộ dân ở trên địa bàn của xã, đặc biệt là nhân dân của khu biên giới. Bằng các cái hoạt động như thế thì trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn của xã phát huy vai trò của trưởng thôn, người uy tín thì các hộ dân ở trên địa bàn thực hiện rất là tốt việc đảm bảo an ninh khu biên giới. Từ năm 2021 đến nay, cán bộ, nhân viên, lực lượng chức năng và nhân dân xã Yên Khoái đã tham gia với bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu Chi Ma tuần tra kết hợp phát quang đường biên cột mốc được 165 lần với 3.294 lượt người tham gia. Tổ chức giao ban thông báo trao đổi tình hình biên giới với cấp ủy chính quyền các xã trên địa bàn. Qua đó tạo sự đồng thuận với cấp ủy chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sau khi được Ủy ban nhân xã và thôn, cán bộ thôn, cán bộ đồn biên phòng của Chi Ma tuyên truyền về các văn bản của cấp trên về bảo vệ biên giới thì nhân dân ở đây cũng là có cái ý thức là thứ nhất là không xuất nhập cảnh trái phép, thứ hai nữa là không tiếp tay buôn lậu những cái hàng cua cấm, cái thứ ba nữa là các hộ gia đình là có đất ở trên biên giới là ký cam kết là bảo vệ biên giới cột mốc là theo chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Rời Chi Ma, chúng tôi đến xã biên giới Tú Mịch, địa bàn có đường biên giới dài trên 9 km với 26 cột mốc tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Tú Mịch đã từng là một trong những điểm nóng về tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới Lộc Bình. Vào thời điểm trước COVID-19, lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên bắt giữ được các đối tượng vượt biên trái phép sang biên giới Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Tú Mịch đã thực sự trở lại bình yên. Có được sự đổi thay đó, phải kể đến sự đồng hành của cán bộ xã, thôn, tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các quy định của pháp luật về quản lý an ninh biên giới. Thì chính quyền địa phương hàng tháng, hàng kỳ họp thôn nhân dân để phối hợp lồng ghép để các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã thì
xuống thôn để họp để tuyên truyền vận động bà con là về cái văn kiện pháp lý về cái đường bảo vệ đường biên cột mốc. Xã cũng có phối hợp với các cơ quan chức năng là có đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma thì cùng nhau để vận động tuyên truyền, để cùng nhau với chính quyền địa phương để bảo vệ cột mốc giới để được ổn định. Thông qua các buổi tuyên truyền vận động đã giúp cho nhân dân khu vực biên giới xã Tú Mịch hiểu rõ, nắm rõ những quy định văn bản pháp lý về an ninh biên giới. Qua đó giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hàng năm tôi vẫn phối hợp với bộ đội biên phòng và các hộ dân tự quản đường biên mốc giới từ 1244 đến 1248, cộng 700m về phía đồn Chi Lăng. Thì hàng năm hàng tháng cũng triển khai cho các hộ dân là không đốt nương giấy ở gần biên, là cách từ đường biên vào 1 km mới được đốt nương giấy, và không cải tạo những đường biên là mà nhà nước đã quy định và triển khai phát quang đường tầm nhìn của biên giới, phối hợp với biên phòng để bảo vệ an ninh tổ quốc. Xuất phát từ đặc điểm địa bàn có vai trò vị trí chiến lược quan trọng trong việc giữ gìn an ninh biên giới, thông thương phát triển kinh tế cửa khẩu những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Lộc Bình luôn tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cùng nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma quản lý bảo vệ 16,325 km đường biên giới, quản lý 49 cột mốc quốc giới, từ mốc 1215 đến mốc 1248 có một cửa khẩu chính, hệ thống giao thông đường bộ đi lại được thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khu vực biên giới đồn phụ trách có 3 xã gồm có xã Mông Sơn, xã Yên Khoái, xã Tô Mịch, dân số là 2.082 hộ với 8.998 nhân khẩu. Đối diện đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma là trấn Ai Điểm thuộc huyện Ninh Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Những năm qua, khu vực biên giới của huyện có bước phát triển quan trọng, tình hình chủ quyền biên giới lãnh thổ được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới được ổn định. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp, như là tội phạm về ma túy, tội phạm về tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép, tội phạm mua bán người, buôn lậu, vân vân, còn diễn biến phức tạp. Chúng tôi trong thời gian tới là tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn trong trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn được kịp thời, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm với chính quyền, với bộ đội biên phòng và với các lực lượng chức năng. Để huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Lộc Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị với nhân dân nước bạn láng giềng Trung Quốc. Cấp ủy chính quyền luôn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, theo tinh thần chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9 tháng 1 năm 2015. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hiệp định, hiệp ước đã ký giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Trung Quốc, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2021-2025. Luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, 3 văn kiện về biên giới, hiệp định về quy chế quản lý biên giới, hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Song song với việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc thì huyện đã tập trung tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là khu vực biên giới, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quy định quản lý biên giới và bảo vệ biên giới, tuyên truyền cho nhân dân hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân
đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm trên biên giới. Huyện đã tập trung nhiều nhóm giải pháp để tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tích cực xây dựng biên giới hữu nghị cùng phát triển. Trước hết là huyện đã chỉ đạo các xã biên giới phối hợp cùng với lại các đồn biên phòng làm tốt công tác vận động quần chúng trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc và tổ chức các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc, tuần tra biên giới, thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên để xây dựng biên giới hữu nghị cùng phát triển. Song song với công tác bảo vệ an ninh biên giới, cấp ủy chính quyền Lộc Bình luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh tế cửa khẩu cùng với các cơ chế chính sách của tỉnh Lạng Sơn. Huyện Lộc Bình đã thực hiện các chương trình kế hoạch quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế cửa khẩu song phương Chi Ma, hình thành phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện. Đặc biệt từ tháng 9 năm 2018, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc chính thức công bố mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma Ái Điểm, càng thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung. Năm 2022, khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhiều hoạt động giữa hai bên biên giới được nối lại. Việc cửa khẩu song phương Chi Ma và Ái Điểm thông quan trở lại giúp thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biên mậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn cũng như thúc đẩy kinh tế nội địa của Lộc Bình. Bên cạnh những hoạt động bảo vệ đường biên mốc giới, thúc đẩy giao thương hàng hóa, Lộc Bình cũng luôn chú trọng hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên cũng như được cấp ủy chính quyền huyện Lộc Bình thực hiện tốt. Vào những dịp lễ Tết, chính quyền hai bên thường xuyên tổ chức gặp gỡ thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà, góp phần tăng thêm tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Với những giải pháp như vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được đảm bảo và giữ vững. Nhân dân luôn tin tưởng, sát cánh cùng với bộ đội biên phòng trong quản lý đường biên cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự trên tuyến biên giới Lộc Bình luôn được giữ vững. Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Lộc Bình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo tấm khiên bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.